Em chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay thì hôm nay chúng ta sẽ sang dạng bài tập là phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss-Jordan. Thì nếu như chúng ta tham khảo trên mạng chúng ta sẽ thấy có chỗ thì ghi là phương pháp Gauss, có chỗ thì ghi là phương pháp Gauss-Jordan, vậy thì nó có khác gì nhau? Thì để giải một hệ phương trình tuyến tính n ẩn bằng phương pháp Gauss-Jordan thì chúng ta làm như sau. Bước 1 là chúng ta dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng để đưa ma trận bổ sung về dạng hình thang rút gọn. Thế phương pháp Gauss-Jordan thì ta sẽ đưa về hình thang rút gọn. Còn phương pháp Gauss bình thường ấy là thì chúng ta đưa về dạng hình thang thôi. Chốc nữa thì nó sẽ chỉ cho chúng ta đến đâu là phương pháp Gauss và đến đâu là phương pháp Gauss-Jordan. Bước thứ hai là chúng ta xét sự tồn tại nghiệm và tìm nghiệm. Thì khi chúng ta đưa được về dạng ma trận hình thang ấy, thì nó sẽ xảy ra một trong ba kịch bản sau đây. Kịch bản thứ nhất là B có dòng cuối cùng là cột trụ. À, B có cột cuối cùng là cột trụ. B có cột cuối cùng là cột trụ. Tức là có một dòng dưới dạng sau đây. À, không không tức là tất cả số 0 hết trừ mỗi góc cuối cùng đấy, gọi này là C, ở đó C khác không. Thì như vậy là cái phương trình cuối cùng của hệ nó sẽ là 0 nhân x 1 cộng 0 nhân x 2 cộng 3 chấm cộng 0 x nhân n bằng C, và do đó hệ vô nghiệm. Còn trong trường hợp thứ hai mà nó có cả n cột đầu tiên, n cột đầu tiên đều là cột trụ và tất nhiên cột cuối cùng không là cột trụ, thì tức là cái ma trận B nó có dạng là như sau. Tất nhiên có thể thêm một số dòng bằng không, tức là cái ở phía dưới nó có thể là tất cả những dòng bằng không. Tất nhiên có thể thêm một số dòng bằng không. Thì như vậy trong trường hợp này là hệ phương trình sẽ có nghiệm duy nhất. Có nghiệm duy nhất C1, C2, 3 chấm CN. Tức là chúng ta phải hình dung là nó có thể vào cái kịch bản ở phía dưới cùng ấy. Nó là không 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 bằng một mạch tạch 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 ở dưới, nhá. Tức là có thể thêm dòng cuối cùng là số 0 từ đầu đến cuối, thì kết quả là hệ có nghiệm duy nhất. Đấy là kịch bản thứ hai. Và kịch bản thứ ba là B có ít hơn n cột trụ. Cái số n nó là lấy tiêu chí gì? Nó là n ẩn nhé, n ẩn. Nếu như B mà có ít hơn n cột trụ và cột cuối cùng không phải là cột trụ. Trường hợp cuối cùng là B có ít hơn n cột trụ và cột cuối không phải là cột trụ. Thì nó như trên bảng này, ta sẽ giữ lại các ẩn ứng với cột trụ, các ẩn còn lại chúng ta chuyển sang bên phải làm thành tham số và còn gọi là ẩn tự do, khi đó hệ sẽ có vô số nghiệm. Được chưa? Đấy. Thì lấy một ví dụ, cái này ở trong giờ lý thuyết học rồi. Trong giờ lý thuyết chúng ta đã học rồi. Đấy, như thế này. Đấy. Thì chúng ta viết cái ma trận bổ sung ra. Đây này phải để chuẩn bị giải cho bài dưới nữa. Ma trận bổ sung này xong mà giải bằng cách là khử dần đấy. Thế như vậy đến đây là nó đưa được về ma trận hình thang chứ chưa phải là ma trận hình thang rút gọn đấy. Đến đây là ma trận hình thang. Khi đưa về ma trận hình thang chúng ta dừng lại, chúng ta chuyển về hệ phương trình tương đương thì lúc đó là phương pháp Gauss, còn nếu như chúng ta làm tiếp thì chúng ta sẽ được phương pháp Gauss-Jordan. Bây giờ để phân biệt rồi chứ, như thế này mà chúng ta dừng lại chuyển về thì chúng ta sẽ được là phương trình giải bằng phương pháp Gauss. Còn chúng ta đi tiếp, chúng ta sẽ nhân con này với lại trừ một, nhân cả hai với trừ một, chúng ta sẽ đưa về dạng hình thang rút gọn và lúc đó chúng ta có được phương pháp Gauss rõ ràng là giải phần cuối giống nhau, giải phần cuối giống nhau. Đấy. Như vậy thì cái ma trận B này chính là ma trận hình thang rút gọn và chúng ta đưa được về như này. Thế thì chúng ta thấy là cái cột 1, cột 2 và cột 3 là ba cột trụ. Cho nên x1, x2, x3 để nguyên. Còn cái x4 chuyển vế sang. X4 chuyển vế sang. Và như vậy là chúng ta sẽ đặt x4 bằng t. Và ta sẽ được nghiệm của hệ là như trên bảng. Đấy. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm bài tập. Để nhắc lại một chút. Để chúng ta nhớ lại phương pháp Gauss-Jordan là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm. Thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau làm câu A, ý A, sau đó các em hoàn toàn tự làm với ý B.
tuần đầu thì học nó rất là nhẹ nhàng, tuần thứ hai thứ ba trở đi là bắt đầu vất vả, em mà không để ý học tập thì sau này em theo rất vất vả. Mà tốt hơn là cái tuần nào tuần đấy chúng ta chú ý cẩn thận, nếu chỗ nào mà lý thuyết mà chúng ta chưa rõ thì chúng ta có thể vào cái kênh YouTube của thầy để xem, thầy không nhắc lại nhiều, không nhắc lại nhiều thì lúc nó mất thời gian của chúng ta giờ làm bài tập. Thế nãy giờ thầy hiểu anh. Cái gì cơ? Nãy giờ thầy hiểu anh cũng em cũng được. Bây giờ có họp mà thấy. Thôi chết rồi, lớp mình điểm danh xong hết rồi. Thế sao bây giờ mới vào? Họp cũng nãy em vừa làm cuộc họp nào đó em thấy mấy người. Ồ, thôi chết Em thấy là cuộc họp của lớp mình mà. rồi. Ừ. Hình Thầy... như có ai một cuộc họp thứ hai là không em nhờ nhận đấy. Ừ, thầy lên lịch là học học ngày thứ ba mà lên lịch học ngày thứ tư, thứ tự tiện vào nhập ngày dễ dở. Học ngày thứ ba là vào ngày thứ ba, ngày thứ tư là vào thứ tư. Thầy chưa điểm danh, thầy nói đùa thôi, thầy chưa điểm danh. Ừ. Cứ phải từ từ, phải có dẫn dắt các thứ rồi bọn nó mới điểm danh. Một số thầy cô khác thì là vào cái điểm danh ngay như thầy không, thầy để từ từ. Để chúng ta từ từ tỉnh ngủ cái đã, điểm danh có người điểm danh đến mà không biết mấy tên mình chết rồi. Nào bây giờ đầu tiên ấy, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau giải câu thứ A, câu A. Câu A thì nó trông cái thôi nhưng nó rất là đẹp bởi vì cái góc trên cùng của nó sẽ chúng ta viết à, ma trận bổ sung. Ma trận bổ sung của hệ là ký trên cùng chúng ta viết hệ số ra là 1 1 2 8 trừ 1 trừ 2 3 1 3 trừ 7 4 10. Các em có thể gạch cái này xuống hay không là tùy các em, nó không quan trọng. Đây là A bổ sung rồi. Bài này nó rất đặc biệt bởi vì cái góc trên cùng của nó đã còn số 1 rồi, cho nên cái kỹ thuật xử lý nó rất đơn giản. Cái quyển sách của mình là người ta lược đi hơi nhiều ấy. Ừ. Nếu như nó bằng 1 thì làm thế nào, nếu không bằng 1 thì làm thế nào. Quyển sách gốc của nó hướng dẫn kỹ lắm. Nếu bằng 1 thì để nguyên, mà nếu không bằng 1 thì chia, tức là nhân 2 vế với 1 chia cho đấy để bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi tiếp như sau. Chúng ta sẽ lấy dòng 1 cộng vào dòng 2. Dòng 1 cộng vào dòng 2. Đấy. Dòng 1 cộng vào dòng 2 thì được cái gì? Xin mời 4, 1, 3, 6, 7. Bốn một ba sáu ba Vũ Trí Thành vắng buổi thứ nhất. Có, Đấy em có. chết giả thư hay chưa nhớ mã sinh viên ạ. Họ em mãi bị lag quá em chưa nghe rõ. Rồi cộng dòng 1 và dòng 2 được cái gì nào? À, em giữ nguyên dòng 1. Ừ. Dòng 2 được 0, trừ 1, 5 và 9. 5 9 đúng rồi. Lấy dòng 3 trừ đi 3 lần dòng 1. À, 0. Trừ 4. Sai. Dòng 3 trừ đi 3 lần dòng 1. Dòng 3 trừ 3 rồi. À, Ô, cậu này trừ chơi giỏi 10. nhỉ? Trừ 10 nhé. Đúng chưa? Trừ 2 ạ. Đúng. Tiếp. Trừ 14 Trừ 14. ạ. Trừ Chính xác. Tiếp tục. Như vậy là chỗ này đã xử lý xong, ở phía dưới đã xử lý xong, tiếp theo đến con này thì bây giờ ta cứ khử ở dưới của nó trước đã, chúng ta nhân hai vế với trừ một xong. Chúng ta sẽ lấy dòng 3 trừ đi 10 lần dòng 2. Xin mời.
dòng 3 trừ đi 10 lần dòng 2. Thì ta được cái gì? Xin mời 41397. Em thầy dòng dòng 2 vẫn giữ nguyên ạ. Không, Nhưng em tên là gì? em tên là Nguyễn Đức Anh ạ. Không. Trừ 1 5 9 Rồi, được cái gì? Tiếp. ạ. Không ạ. Không ạ. Không tiếp. Đúng. À, trừ 10 là trừ 50 là 48 ạ. Dòng 3 trừ đi 10 lần dòng 2 mà. À, trừ 52. Tiếp tục. À, số cuối là số 14 là thầy. Ừ. Là 1 trừ 104 ạ. Trừ 104. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm hai thao tác sau đây. Đấy, cái chỗ này thì cột trụ nó rất là đẹp, 100 chính chuẩn rồi. Bây giờ phải làm thế này trước. Chúng ta sẽ cái dòng cuối cùng ấy. Cái dòng cuối cùng thì chúng ta em phát hiện ra thì biết gì không? Dòng cuối cùng thì cái trụ nó chưa phải là một ạ. Nhìn kỹ một tiếng nữa, một cái là trừ 52, một cái là trừ 104, không liên tưởng đến cái gì ạ? À, nó gấp đôi nhau ạ. Nó tỷ lệ như vậy, chúng ta sẽ nhân cái dòng 3 với lại trừ 1 phần 52. Vâng ạ. Thì cái dòng 3 chúng ta sẽ được là gì không? Là không ạ. Không ạ. Một ạ. Là hai. Chính xác. Dòng 2 chúng ta sẽ nhân với trừ 1. Là không, một trừ năm là trừ chín ấy. Dòng đầu tạm thời để nguyên. Thế đến đây nhá, thì đây chính là nó là ma trận hình thang, chưa phải là hình thang rút gọn. Thế thì đến Vâng. đây chúng ta có hai cách giải tiếp này: một là dùng phương pháp Gauss và thứ hai là dùng phương pháp Gauss Jordan. Chúng ta sử dụng phương pháp Gauss trước. Phương pháp Gauss. Gauss trước là từ đây. Hệ đã cho tương đương với phương trình. Hệ đã cho tương đương với hệ phương trình sau. Chúng ta chú ý nhé, sau này để mà tùy cơ ứng biến. Đây là phương pháp Gauss và phương pháp Gauss do đàn tí giáo trước sau. Hệ đã cho tương đương. Bây giờ trả lại tên cho em. Thì cái dòng trên cùng chính là x1 cộng x2 cộng 2x3 bằng 8. Dòng thứ hai là x2 trừ 5x3 bằng trừ 9, và cuối cùng là x3 bằng 2. Giải một phương pháp thế hay giật lùi từ dưới vào trên hay vào trên đấy, đấy là phương pháp Gauss. Bây giờ một bạn giải tiếp 41539. Em thầy em là Nguyễn Văn Quang. Quang giải tiếp nào. Em là thầy, em suy ra được x3 bằng 2. Ừ, rồi. Em Thay 3 vào 2. suy ra được x2 ạ. Từ. X2 này trừ đi này. 5 này nhân với 2 này bằng trừ 9 này. Chốt lại là x2 bằng mấy? X2 bằng Bằng 1, đánh số đây là 4 này, thay 3 và 4 vào phương trình 1 này để ta tìm nốt x1 sau đó kết luận nhé. ạ. Thay 3 và 4 vào phương trình 1. Nào thay đi. Em thấy là x1 cộng 1 cộng 2 nhân 2 bằng 8 ạ. Kết quả x1 của mình. X1 bằng 3. Vậy hệ đã cho có bao nhiêu phân biệt đúng không? Vâng. Vâng, là 0 điểm. Hệ nó cho có duy nhất một nghiệm ạ. Hôm qua vừa mắc dạy xong hôm nay lại tiếp tục mắc chết giờ.
Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất. Duy nhất là 3, 1, 2. Rồi. Duy nhất. X1 thì bằng 3, X2 thì bằng 1, X3 thì bằng 2. Rồi. Đấy, đấy là dùng phương pháp Gauss. Còn phương pháp Gauss Jordan nó khác một tí ở đoạn cuối, là mình đưa về dạng ma trận hình thang rút gọn. Nó khác một chút, chút. Theo cái chậm đấy là vẫn kịp chép đúng không ạ? Vừa làm vừa nhìn vừa chép, vừa làm luôn nó mới ngẫm nghĩ, nó mới nhớ lâu. Được chưa? Như vậy là cách một xong nhá. Bây giờ thì nó sẽ hướng dẫn tiếp cái cách thứ hai. Tức là nó chỉ khác nhau một đoạn cuối thôi. Bắt đầu đây, nhìn lại 1128 01 trừ 59. Bây giờ giải tiếp sang bên này nhá. 1128 bây giờ là phương pháp Gauss Jordan. Cái bên này thì nó khác một chút, là chúng ta phải đưa về ma trận hình thang rút gọn. Các em để ý nha. Thì cái cột trụ đầu tiên thì là xong rồi, cột trụ thứ hai chưa xong, cột trụ thứ ba thì lại càng không. Về mặt quy tắc là chúng ta sẽ khử dần từ bên trái qua phải, còn bạn nào giỏi thì có thể làm kép được, nhưng mà ở đây thầy thì dạy cho những người mọi đối tượng. Thì bây giờ mình phải xử lý ở trên cái con một này trước, là con trừ 5, bằng cách là chúng ta sẽ lấy dòng 2 cộng với 5 lần dòng 1. Xin lỗi, là cộng với dòng 3, 5 lần dòng 3. Dòng 1 để nguyên. Chúng ta được cái gì nhỉ? Xin mời 41589. Em mời đi Phượng ạ. Phượng à, À, làm tiếp. dạ. À, 0, 1, trừ 5, trừ 9. Ô, cái cô này giỏi nhỉ. Dạ. Dạ, cái con quạ. Dòng 2 cộng với 5 lần dòng 3 để nó khử cái con. À, không, không ạ. Em lộn. Đọc Không. lại, đọc lại từ đầu. 0, 1, 0. À, 1. Đúng đấy. Vâng, đúng vậy. Một á. Dòng 2 cộng với 5 lần dòng 3 là trừ 9 cộng 10 bằng 1 thôi. Thì đúng rồi, à, cái đấy trẻ con thế nào nó chả biết. Dòng 3 là 0012. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái cột này đã, cột này này, cột thứ hai, chúng ta cứ khử dần đấy nhá. Cái đầu tiên là xong rồi. Thế như vậy chúng ta sẽ lấy dòng 1. Có nhiều, có bạn thì bạn lấy dòng 1 này, trừ đi dòng 2 này, trừ đi 2 lần dòng 3 này. Ừ, được rồi. Đấy là bạn nó học giỏi. Đây là thầy nó nói trường hợp bình thường thôi. Là bình thường, là xử lý từng cái một cho nó dễ hiểu. Là lấy dòng 1 trừ đi 2 lần dòng 3 thay vào dòng 1. Xin mời. Cứ từ từ. 1108 ạ. Nhầm rồi. Hai à bốn Chả hiểu em đọc cái gì cả. Đọc lại từ đầu. một một không bốn 1104. Tạm thời cái này để không nguyên. Từ từ cứ. không Ôi, trên sướng quá, viết nhầm. một
không không một hai. Đấy, như vậy cái cột trụ bên phải này xong, cứ dần dần tịnh tiến từ trái qua phải, quên từ phải qua trái. Thế bây giờ xử lý xong cái cột này rồi thì lại quay sang cái cột này. Cột này xử lý như thế nào hả? 41665. Ủa được chết không? 41665 Lê Duy Quang vắng buổi thứ nhất. À em đây, em quên không bật mic. Thế giờ làm thế nào em, làm gì tiếp? Dòng 1 trừ dòng 2. Đúng rồi. Đấy, nhưng bạn nào nó giỏi thì nó có thể làm gộp được, nhưng mà mình thì không nên gộp, mà gộp như thế mình làm nó loạn ấy, cả lên dễ nhầm lắm. Là 1 trừ dòng 2 thay vào dòng 1. Xin mời. 1 1 0 0 3. Đọc dứt khoát lại cho này. Thầy em đọc 1 1 2 0 gì đi. Đọc dứt khoát. 1 0 0 3. 1 0 0 3, đúng rồi. Dòng 2. 0 1 0 1. 0 1 0 1, đúng. 0 0 1 2. 0 0 1 2, đúng. Nhớ là đây, cái bên này là của cách kia nhé. Cái bên này là của cái cách vừa nãy. Còn của chúng ta là từ cái này. Cái này là vừa của cách 1. Đến hệ này rồi thì giải tiếp thế nào? Xin mời 41597. À, có em Phạm Hồng Cương. Rồi, Phạm Hồng Cương đến đây giải thế nào tiếp? À, theo thầy là những cột không phải là cột trụ thì mình viết ra hệ công trình. Đúng rồi, hệ đã cho tương đương. Đây nó là hình trụ áo quên hình 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 ma trận hình thang rút gọn rồi, đúng chưa? Hệ đã cho tương đương với hệ công trình nào? Có x 1 bằng 3. Rồi x 2 bằng 1. Giỏi quá. X 3 bằng 2. Tôi chết. Thế thì hệ có 3 nghiệm đúng không? Hệ 1 nghiệm ạ. Hệ có nghiệm duy nhất. Rồi xong, tự trả lời nhá. Đấy, đấy là hai cái pháp nó khác nhau một tí ở đoạn cuối à. Nên về sau ở đây thì khi học thì chúng ta còn phân biệt rạch ròi đấy, chứ nên lúc làm bài kiểm tra tự luận thì chúng ta cứ thế mà chiến đấy, nhớ được đến đâu là làm đến đấy, được chưa nào? Hệ đã cho được có nghiệm duy nhất là 3 x bằng 1 bằng 3, x2 bằng 1 và x3 bằng 2, và bài toán được giải quyết xong. Đấy, ví dụ 1 thì nó sửa xong rồi đấy. Ai không hiểu phải hỏi nhá. Bây giờ bắt đầu bỏ giấy bút ra tự làm câu này. Xin mời.
lại công tác giải tiếp nhỉ, hôm nay nó thoải mái với thời gian học nội dung cái chương đầu nhẹ. Xin mời 41668 bắt đầu giải. Dạ, em Diêu Phạm Duy Hưng. Rồi, đầu tiên là viết ma trận bổ sung của hệ là gì? Dòng đầu tiên là 2220. Đúng rồi. Dòng thứ hai là -2521. Chính xác. Dòng ba là 814-1 ạ. Đấy, bây giờ em giải đi. Đầu tiên là cộng dòng nhất và dòng hai. Tức là dòng 1 cộng vào dòng 2. Tức là có nhiều giáo viên có cách diễn đạt khác nhau, nhưng đầu ma là dòng 1 cộng dòng 2 thay vào dòng 2. Như này được. Thì chữ D, CD là viết tắt của chữ dòng em. Có nghĩa là dòng 1 để nguyên hả? Vâng. Rồi, 2, 2, 2. Dòng 1 rút gọn cho 2 luôn cũng được. Ui giời, nhưng mà đã chót viết rồi. À, thôi cứ cộng đã. Dòng 2 là 0, 7, 4, 1 ạ. Đúng rồi, tiếp tục. Dòng 2 nhân với 4 nó cộng với dòng 3, hay dòng 1 ạ. Dòng 1 nhân với 4, rồi nhân với chữ 4 rồi cộng vào dòng 3. Đúng rồi. Ra là 0, chữ 7, chữ 4, chữ 1 ạ. Ui, làm gì mà nhân nhanh thế cả? Xem nào, từ từ, cẩn thận nhầm ấy. Đúng, chữ 4, đúng. Cộng 1 ạ? Chữ 1 ạ. Chữ 1, chính xác. Đấy, sau là để cộng dòng thứ 2 và dòng thứ 3. Đúng rồi, chúng ta sẽ xử lý hai cái một lúc. Thứ nhất là cái dòng 1 nhân 1 phần 2, theo đúng ý nguyện của em. Một 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 không không bảy bốn một bốn số không ấy, thầy giờ chưa kịp ghi cái thao tác đấy là cái gì nhỉ? Dòng 2 cộng vào dòng 3 đúng không? Đấy, lớp mình biến đổi tốt đấy, lớp lúc sáng học tuần thứ năm biến đổi không tốt, rất nguy hiểm. Không 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 hết từ đầu đến cuối à? Nếu như là phương pháp gâu thì chúng ta dừng lại ở đây, sau đó chúng ta chuyển về hệ. Được chưa? Thế còn nếu là phương pháp gâu Jordan thì chúng ta phải tiếp tục. Chắc là nhân dòng thứ hai với 1 phần 7. Sau đó là cộng vào dòng 1 đúng không? Vâng. Thì ôi dồi ôi. Thế bây giờ mình giải thế nào tiếp nhỉ? Thôi được rồi, cứ biến đổi tiếp đi. Dòng 2 nhân với 1 phần 7. Được rồi, nhất trí. 1 phần 7 dòng 2 thay vào dòng 2. Từ từ nhé. 0 bao nhiêu? 1 ạ. 4 phần 7 1 phần 7. Đúng. Thôi tạm thời cứ để nguyên đã. Nói vì nhiều nó tắt nên nó dễ nhầm lắm. Rồi xong, tiếp tục. Đấy, cộng là lấy dòng 1 cho trừ đi dòng thứ 2 này. Thay vào dòng 1, đúng rồi. Ra 10 3 phần 7 trừ 1 phần 7. Đúng rồi đấy. Đấy, làm lúc em làm giỏi ngay thì có gì đâu. 0 1 4 phần 7 7. Cuối cùng là 0 0 0 0. Đây là ma trận hình thang rút gọn rồi. Chứ không, đấy mới gọi là mới là xong bước 1. Đưa về ma trận hình thang rút gọn. Bước thứ 2 ở đây là chúng ta bắt đầu mới lại quay trở về hệ đã cho tương đương với hệ phương trình nào. Thôi được rồi, để bạn khác giải tiếp. Xin mời bạn tiếp theo là 41673. Em thấy đúng có tổng ạ. Vũ Quang Tùng giải tiếp nào. Em thầy hệ tiếp
hệ cho tương đương chương trình hệ chương trình là x1 cộng 3 phần 7 x3 bằng trừ 1 phần 7 ạ. Đúng rồi. Và x2 cộng với 4 phần 7 x3 sẽ bằng 1 phần 7 ạ. Còn nữa không? Và phương trình này sẽ có vô số nghiệm ạ. Còn nữa hay không? Đã. Hết Còn rồi. hết rồi Cái thì thôi, hết rồi thì để tăng ngoặc hết rồi. Thế hết rồi. vào. Vô số nghiệm như nào tiếp? Bây giờ mình phải đạt. Thì có phải là mình nhìn cái cột từ X3 T. đây từ 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 đây là một cột trụ, đây là một cột trụ nữa đúng không? Nó chỉ có Hai hai trụ cột ạ. trụ thôi. Từ 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 để giải thích cho các bạn. Hai cột trụ, nhớ ở đây chúng ta là ba ẩn cơ, nhưng mà có hai cột trụ như vậy chắc chắn sẽ còn một cái thằng là phải là ẩn tự do đúng không? Đấy, cho nên là cái này là ứng x1, cái này ứng x2, thì cái thằng nào thuộc vào cái cột không phải cột trụ ấy thì chúng ta sẽ đặt như vậy là đặt x3 bằng t, sau đó chuyển vế sang trả lời thôi. Nào, hệ đã cho có mấy nghiệm, Hệ đã cho có vô số nghiệm ạ. có vô số nghiệm cho bởi công thức nào đây? X1 sẽ bằng trừ 1 phần 7 trừ 3 phần 7 t. Chính xác, đúng rồi, X2 sẽ bằng 1 phần 7 trừ 4 phần 7 t. đúng rồi, Và x3 bằng t. đấy, chính xác đấy. Ai mà quên ở cái dưới này là coi như là triết giả, cái cuối cùng là rất hay quên. Ghi lấy để cho nó nhớ, t thuộc r rồi. Thế nếu như mà cái này mà nó nói dưới dạng tập nghiệm thì nó sẽ viết là như này. Hệ đã cho có tập nghiệm là mở ngoặc trừ 1 phần 7 trừ 3 phần 7 t phẩy 1 phần 7 trừ 4 phần 7 t t t thuộc vào r, đóng mở ngoặc, thế là xong. Đấy, ở trên thì là viết nghiệm, công thức nghiệm, còn ở dưới là viết tập nghiệm. Hôm sau chúng ta sẽ biết đấy là không gian nghiệm. Rồi, cảm ơn em. Cô hóa ra giải phần này dễ nhỉ? Thế thôi, vì là ví dụ dễ chưa? Tiếp tục. Tiếp tục yêu cầu giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì ra giải cũng tương tự như trên, nó chẳng qua là cái bên phải nó là toàn con số 0 thế thôi. Nhưng mà cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì bao giờ là nó cũng có nghiệm, nó chỉ xảy ra hai kịch bản, hoặc là vô nghiệm hoặc là có sự nhập, hoặc là có nghiệm duy nhất là toàn những số 0, hoặc là có vô số nghiệm chứ không bao giờ nó vô nghiệm cả. Đây là sự khác biệt giữa hệ phương trình tuyến tính thông thường với hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất bao giờ nó có ít nhất một nghiệm, đấy là sự khác biệt. Rồi, xin mời 411 6 7 4 giải tiếp. Cậu. Em vào cái trước ạ. Ừ. Đầu tiên là biết cái ma trận bổ sung ạ. Ừ, ma trận bổ sung của hệ là gì? Bổ sung mà 2 1 3 0 1 2 0 0 Đúng rồi, 0 1 1 0 đúng, Để mình đổi là dòng 1 nhân với 1 phần 2 là 1. không làm này dễ hơn, đổi dòng 2 và dòng 1 cho nhau, em nhân vào 2 là giờ nó sẽ ra số lẻ. Nói chung là chúng ta sẽ đổi dòng 2 cho dòng 1.
Tất nhiên là mỗi một người khác nhau thì có cách xử lý khác nhau, em hiểu chưa? Đấy, Vâng chứ ạ. không phải là phải cứ phải như thế, nhưng mà có điều là trong bài này mình đổi hai dòng cho nhau thì nó sẽ ngon lành hơn. Rồi bây giờ khử đi. Thì có phải góc này là con số 1 đẹp không? Vâng. Đấy, bây giờ xử Thì lý đi con. dòng 2 là dòng 1 trừ đi dòng 2 là dòng 2. Tức không, phải dòng 2 trừ đi 2 là dòng 1. Hay là dòng 2, xin mời. Không Đúng. chị bạn không Đúng rồi. không không Chính xác. Tiếp tục. đấy 3 lần dòng 3 cộng với dòng 2 Ba lần sao dòng rồi 3 cũng được hả? Ba lần dòng 3 cộng với dòng 2 à? Thế thì bây giờ như này nhá, mình để ý kỹ, mình thấy cái dòng 2 là nó là bội của 3, như vậy chúng ta sẽ nhân 2 với lại trừ 1 phần 3, có nhiều cách biến đổi mà. Đấy, làm thế nào để có lợi cho mình nhất? 1 2 0 0 0 1. một chữ một không Đúng rồi, bây giờ xử lý nó quá đẹp. Đấy, tức là có những cái bài biến đổi nó rất thuận lợi, nhưng có bài nó sẽ phải ra số lẻ. Ví dụ trong trường một số trường hợp đáp số x nó y z nó lẻ mà, thì kiểu gì biến đổi cũng phải ra lẻ, có tránh được. đây dòng 2 chữ dòng 3 Dòng 3 trừ đi dòng 2 thay vào dòng 3. hai không không Nào. không không hai không Đúng rồi. Tiếp. rồi giờ lấy 2 là dòng 2 trừ đi dòng 1 dòng 2 Hai lần dòng 2 trừ dòng 1. Hai trừ dòng 1 thì giờ thì hỏng. 1 phần 2 của dòng 3 để cho nó về con 1 đã. 0 0 1 0. 0 1 trừ 1 0 1 2 0 1 à không. Đấy, bây giờ xử lý tiếp đi. lấy 2 là dòng 2 trừ đi dòng 1 Em toàn nói ngược đi. Dòng 1 trừ đi 2 là dòng là dòng 2. 1 dòng 1 trừ 2 là dòng 2 Thế thì nó lại sang con số này, nó sang đây nhá, không được. Chưa được. Dòng 3 cộng vào dòng 2. Thầy bảo là cứ phải xử lý từ bên này sang này thì nó không bị lặp đi lặp lại nhiều lần. Đấy là nó là nghệ thuật. Nếu mà em lấy 2 lần dòng 2 xong em trừ đi dòng 1 hay là dòng 1 trừ đi 2 lần dòng 2 thì nó làm cho con này bằng 0, nhưng lại con này nó lại khác không. Câu gọi là câu ngao thả chuông. Nên là không được. Bây giờ lấy dòng 2 cộng dòng 3 cộng dòng 2 thì được cái gì? là 0100 Chính xác. Lấy một bước nữa là xong. lấy dòng 1 trừ đi 2 là Chính xác, dòng 1 trừ đi 2 lần dòng 2 thay vào dòng 1 là hoàn thành nhiệm vụ. Đấy, rất dễ. 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 à, như vậy là hệ đã cho sẽ tương đương cái gì? Ôi bài này đa số đẹp thế. cho tương đương với phương trình là x1 mà không x2 mà không và x3 mà không Đúng rồi, đó là hệ có nghiệm duy nhất đấy. Hệ có nghiệm duy nhất. Xong. Kết luận là hệ đã cho có nghiệm duy nhất. Tạm thời. Xong. Trời ơi, giải thêm cầu kỳ đi. Đấy, mình bấm máy nó chỉ bấm được trong trường hợp nó có nghiệm duy nhất thôi, còn trường hợp có vô số nghiệm là máy là bấm là đứt luôn.
Cái hệ thứ hai cũng được giải tương tự, ta tự làm. Giải hệ thứ hai phải giải. Hệ thứ hai nó hơi khác người một tí. Hệ thứ hai là hai phương trình mà có tới bốn ẩn, chắc chắn là nó có vô số nghiệm rồi. Hai phương trình vô số ẩn, bốn ẩn. Thôi nhỉ, câu 2 chúng ta tự giải. Chúng ta cũng đưa về mặt trận hình thang, tuy nhiên trong bài này chúng ta xử lý nó hơi khác người một chút. Bình thường ấy thì tất nhiên là chúng ta có thể nhân hai vế của cái trên cùng với lại 1 với lại 1/3. Nhưng mà thầy thì thầy lại dạy chúng ta một cái cách khác. Nó hơi khác người một chút, chúng ta để ý. Ở đây thì chúng ta có là 3 này, 1 này, 1 này, 1 này, 0 này, 5 này, trừ 1 này, 1 này, trừ 1, 0. Tất nhiên là ngoài cái cách giải mà các em nhân hai vế của con này với 1/3 xong, thì thầy giáo có thể nói cách khác. Ví dụ như là chúng ta có thể nhân dòng 1 với 2 xong trừ đi dòng 3 để cho làm gì đố biết. Nhân như thế để làm gì? Nhân như thế để làm gì? Xin mời 41 735. Đây, thầy là Nguyễn Thành Phong. Nguyễn Thành Phong xử lý thầy giáo nói thế để làm gì? Em thấy là để tạo ra số 1 ở đâu? Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Đấy là một những tuyệt kỹ xử lý. Mình xem nó xem là quan hệ như nào. Thế nào, thế thì trừ luôn nhá. Hai lần dòng 1 trừ dòng 2 được cái gì nào? Một ba đúng một đúng ba ui giời giỏi quá. Tiếp tục dòng hai tạm thời để nguyên. Đã cái góc này có con một thì nó là tuyệt vời rồi, bây giờ cứ thế mà xử lý thôi, đấy là nghệ thuật. Tất nhiên các em có thể nhân hai vế 1/3 sau đó xử lý cũng không sao, nhưng mà ta làm như thế để ta làm cái số tự nhiên, số nguyên rồi. Bây giờ xử lý tiếp như nào? Em thấy là 5 lần dòng 1 trừ đi dòng 2. Dòng 2 trừ đi 5 lần dòng 1. Có nghĩa là dòng 1 để nguyên. Nào. Dòng 2 0. Trừ 16. Trừ 16 ra nào. Đúng rồi. Tiếp. Trừ 4. Trừ 16. Không. Không à? Không. Ngu chuẩn bây giờ giải tiếp thế nào nhỉ? Chứ nào đã là vẫn ra lẻ, bài này vẫn phải ra lẻ. Nó chỉ tránh được tí nào thôi chứ nó không tránh được hết. Trời ơi. Nhân đồng 21/4. Trừ 1/16. Nhân với trừ 1/16 luôn nha. 1 3 1 3 0 0 bao nhiêu? 1 1/4 1 0 đúng rồi, một bước nữa mới ra được hình thang rút gọn. Còn cái con cột thứ nhất này thì hoàn thành rồi, còn cái cột trụ thứ hai đây này. Ra 1 trừ đi 3 0 2. Chính xác. Không phải là dấu bằng đâu nhá, đấy là mũi tên đấy nhá, kéo theo đấy. Vì ai biết dấu bằng là sai đấy, ma trận lấy làm sao bằng nhau được. Nào. 1. Tiếp. Sao lại dòng 1 giữ nguyên, dòng 2 mới giữ nguyên chứ. 1 0. Đúng. Tiếp. 1/4. Đúng. Không nốt. Đúng không? Ôi giời may quá. Vâng. Rồi, hệ đã cho tương đương với hệ phương trình thì xong là giải nốt tí là xong.
Em thấy em có được khử 1/4 em có thể là chuyển trừ nhau mất 1/4 rồi. Không. Em trừ đấy thì nó lại ra con này. À, vâng. Một cái nó vẫn một không tránh được. Thế nào? X1 hệ đã cho tương đương nhé, không phải là hệ đã cho là đâu nhé. X1 rồi. X1 cộng 1/4 x3 bằng 0. Đây là x2 cộng 1/4 x3 cộng x4 bằng 0. Đúng. Nhớ nha, đây là hai cái cột trụ này. Đấy, thì các biến là cột trụ là không hề đổi. Bây giờ đặt thế nào đây? Em đặt đi. Đặt x3 bằng tỷ. À, trước hết là em đặt không sai nhé, nhưng mà hơi dở. Đặt hẳn x3 bằng 4D. Có biết đặt thế điểm gì không? Đúng rồi, em đặt x3 bằng t thầy không phản đối, em đặt rất là rất đúng, nhưng mà ta lại đặt cao thủ là đặt hẳn x3 bằng 4t. Thế còn gì nữa không? X4 nữa chứ. Error. Chưa, còn phải đặt x4 nữa. Em nhìn này, nó có 4 cột tất cả mà mới có 2 cột là cột trụ thôi thì phải hai biến tự do chứ đúng không? X4 mình đặt bằng s. Rồi, như vậy hệ đã cho có vô số nghiệm cho bởi công thức nào đây? X1 bằng trừ t. Đúng rồi, đặt khô đâu. X2 bao nhiêu? X2 bằng trừ t cộng s. Trừ t trừ s, đặt. Hết chưa? Còn. Đúng rồi, hết là thôi. X3 là bằng 4t. X4 là bằng sc, t và s hoặc là r, được chưa? Đấy, còn nếu mà nói về viết về tập nghiệm thì viết thế này. Tập nghiệm thì là từ trái qua phải, mở ngoặc nhọn. Ôi sao lại hết hết không dịch được. Từ dịch nhanh quá. Nếu nói về tập nghiệm thì tập nghiệm nó sẽ là thế này, mở ngoặc nhọn, mở ngoặc tròn, trừ t phẩy trừ t trừ s phẩy 4t phẩy s đóng ngoặc thẳng đứng, e phẩy s hoặc r đóng mở ngoặc. Nếu chỗ này mà chúng ta đóng mở ngoặc như này thì cái này phải thuộc vào R bình. Đấy, cho nên là không phải giáo viết viết thiếu dấu ngoặc đâu nha. Cái này là viết theo khái niệm về tích đề các, mà người ta thường không biết cái này, mà người ta viết T phải S thuộc R. Đấy, đây là nói về tập nghiệm. Ôi, hay quá, xong. Đấy. Đấy, có vô số nghiệm, sau này nó hỏi không gian nghiệm có bao nhiêu chiều, lúc đấy từ đây mình mới dùng kỹ thuật mình tách nó ra để mình biết là hai chiều, bao nhiêu ẩn tự do như này thì sẽ bấy nhiêu chiều, có gì đâu, số chiều của nó sẽ bằng 2, cái đấy mình sẽ biết sau. Như vậy là những cái bài toán nó sẽ kết nối giữa chương nọ và chương kia, chứ không phải là học chương nào biết xin đó. Bài 1.16. Tìm các hệ số ABCD để đồ thị hàm số này đi qua các điểm.
Cái bài này thì gần giống như bài của cấp 3 nhé. Thì 3BCD để cho đồ thị hàm số đi qua các điểm. Lớp 10 cũng có một bài kiểu này, lớp 11 cũng có, lớp 12 có, lớp 11 không? Lớp 11 ít vẽ đồ thị, lớp 10 và lớp 12 chính. Rồi, chúng ta suy nghĩ bài này làm thế nào. Trong thời gian đó thì nó sẽ điểm danh tiếp một số bạn. Chốc nữa gọi giải tiếp sau. Điểm danh nhé. Vẫn đầu 41737. Có ai? Không có họ tên đâu. À, Nguyễn Phương Nguyên. 742 41742. Nói giọng to lên, nghe to lên còn nhận dạng giọng nói không? Có ạ. 41742. Họ tên là gì? À, Lê Quốc Hoài ạ. Nghe thấy giọng em có phải là ở huyện Quốc Oai không? Dạ không ạ. Ừ, thế nói thầy cô cũng hỏi em. Rất nhiều người hỏi ạ, đúng không? 41902. Dạ em có Nguyễn Thành Đạt ạ. 914. Có, em Nguyễn Thành Đạt ạ. 944. Có, Nguyễn Cường. Đầu 42, 42127. Bốn hai một hai bảy, 42127 Bùi Thanh Tú vắng. 133 có người ít hơn. 335 có nguyên là sao. 384 có ạ. Họ họ tên Phan Đăng Quang. 451 có ạ. Có người thu. 575 có mười mười ạ. 586 có ạ. 610 ạ. 622 có ạ. Đỗ Trung Kiên ạ. 653 có ạ. Thế luôn ạ. Và 720 à, 740 đã có Nguyễn Thị Xuân Mai ạ. Xin giờ 740 thì đọc nhầm 720. 742 có 742 mà đã có Nguyễn Thị Xuân Mai ạ. Xuân Mai là 740. 42 742 ạ. Tại vì mạng em vừa lát ạ. Có mà em bị lát rồi không? 742 có ạ. Tên là gì? Đinh Thanh Hoài. 814 42814 họ có Nguyễn Thị Cạo. 42893 có Nguyễn Thị Ngọc. Rồi 59 à xem nhầm 953 có Trần Ngọc Quang. Đầu 43016 có mình quân ạ. 43088 có thêm 27 ạ. Bốn ba một lẻ năm có thêm từ đây. 43145 có được sư cường. 43492 có Nguyễn Thị Thanh Tâm ạ. 43745 43745 có Lưu Hương ạ. Lê Hồng Sơn và bài 16 làm gì ạ? Em đang làm ạ. Cái này thì có cái gì đâu. Bây giờ đầu tiên là chúng ta thay x bằng 0, y bằng 10 vào. Nó viết là 0, 10 đi qua điểm 0, 10.
Đấy, đồ thị hàm số bây giờ mình chưa quen thì mình viết từ từ vậy, đi qua điểm tọa độ là 0, 10 khi và chỉ khi chúng ta thay x bằng 0, y bằng 10 là nghiệm của hệ, là nghiệm của phương trình trên, x bằng 0, y bằng 10 là nghiệm của cái 1. Đây là chưa quen này, thầy giáo viết chậm, còn sau này quen rồi thì ta viết thay vào cho nhanh là nghiệm của cái phương trình 1. Điều này là tương đương với lại thay x bằng 0, y bằng 10 vào, như vậy là 0 nhân x mũ 3, 0 nhân a, 0 mũ 3 nhân a, cộng b nhân 0 bình, cộng c nhân 1, cộng với d, à quên, c nhân 0 bằng 10. Như vậy là tìm được luôn con d. Ui giời, dễ quá. Tương tự như thế chúng ta sẽ ra được 3, 4 phương trình, 4 ẩn. Hoàn toàn tương tự, tự trình bày lấy nha, thì được kết quả là phương trình đầu tiên này. Ui trời, kéo thụt xuống dưới, còn nhìn đầu đề. Như vậy phương trình đầu tiên của chúng ta là 0 nhân a cộng 0 nhân b cộng 0 nhân c cộng với d bằng 10. Phương trình thứ hai là gì? Thay x 1 y 7 vào. Phương trình thứ hai là gì nhỉ, Nguyễn Thị Thanh Tâm? Dạ. Phương trình thứ hai là a nhân 1 mũ 3 cộng b nhân 1 bình cộng c nhân 1 cộng d bằng 7 ạ. Đúng rồi. Phương trình thứ ba, hai là ba là gì? A nhân 3 mũ 3. 3 mũ 3 nhân A. Rồi. Cộng 3 mũ 2 nhân B. Cộng 3 nhân C. Cộng D bằng 11. Hết chưa? Còn. Còn nữa thì đọc tiếp. A à 4 mũ 3 nhân A. Cộng 4 mũ 2 nhân B. Cộng 4 nhân C cộng D hoặc trừ 14 ạ. Rồi chúng ta được một hệ 4 phương trình 4 ẩn, giải nốt, thế là xong, có gì đâu. Giải bằng phương pháp thế hay là giải bằng phương pháp biến đổi ma trận cũng được. Ma trận bổ sung của nó là như thế nào? Ma trận bổ sung của nó là 0, 0, 0, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 7, 27, 9, 3, 1, trừ 11. Ở 4 mũ 3 có nhiêu nhỉ? 64, 16, 4, 1, trừ 14. Thôi tự giải nốt. Đổi cái phương trình thứ hai lên lên đầu tiên và đổi phương trình thứ nhất về phương trình cuối cùng. Phương trình cuối cùng không động gì nó cả. Cho phương trình thứ nhất lên trên cùng, phương trình cái trên cùng mình cho xuống dưới cùng. Thì chúng ta sẽ được nó rất là đẹp, tự xử lý tiếp. Như vậy chúng ta sẽ đổi chỗ này, con này xuống dưới này, con này lên trên này. Đấy, như vậy là 1, 1, 1, 1, 7, 2, 7, 9, 3, 1, trừ 11, 6, 4, 16, 4, 1, trừ 14, cuối cùng là 0, 0, 0. 3 số 0, 1, 10. Thì cái dòng cuối cùng là thực lý, thực ra là xử lý xong rồi. Đấy, tự giải tiếp. Lấy dòng 2 trừ đi 27 lần dòng 1. Mà lấy dòng 3 trừ đi 64 lần dòng 1. Khử dần thì nó sẽ ra kết quả.
tự giải nốt đoạn cuối nha. Rồi chúng ta tiếp tục sang bài tiếp theo. Tìm các hệ số ABC để đường tròn này đi qua các điểm. Thì quá trình cũng làm tương tự như bài trên. Chúng ta sẽ thay x bằng ở đằng trước, y bằng đằng sau vào. Chúng ta sẽ được ba phương trình ba ẩn, giải hệ ba phương trình ba ẩn nên là sẽ ra được cái đường tròn cần tìm. Xong. Phương trình mặt cầu quá trình cũng làm tương tự thôi, nhưng có điều là nó sẽ tương tự như này. Cái này thì là x bình cộng y bình cộng ax cộng với b cộng c bằng 0. Còn phương trình mặt cầu thì sẽ là x bình cộng y bình cộng z bình. Đúng ra là trong cái chương trình học lớp 12 là cộng 2ax cộng 2b cộng 2cz cộng với d bằng 0. Nhưng mà ở đây chúng ta gọi là cộng ax cộng b cộng cz cộng d bằng 0 cũng được. Không quan trọng. Tự giải nhé. Đừng thấy thầy không giải mà hôm nào mà bài kiểm tra mà không phải vào nhé. Chúng ta tự làm. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm một cái bài nó rắc rối hơn, tức là tìm giá trị của A để hệ sau vô nghiệm, nghiệm duy nhất và có vô số nghiệm. Thực chất bài này là bài toán gọi là giải và biện luận. Góc giải nó gần giống như câu giải biện luận. Giải biện luận tức là mình phải giải ra nghiệm cụ thể bao nhiêu. Chú ý thầy giáo sẽ làm mẫu câu thứ nhất cho câu thứ hai chúng ta tự làm. Mình cứ tưởng là bài này khó mà đúng là nó khó thật. Đùa không khó đâu, tại vì nó cho sẵn một cái góc là con số 1, như vậy là trời giúp ta nhá. Khi nó đã có một góc là con số 1 rồi thì không còn gì nói cả. Rất dễ dàng. Rất nhẹ nhàng. Số nguyên đẹp. Chúng ta sẽ viết cái ma trận của nó ra ở đây. Câu đầu tiên là 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2 trừ 2, 3, 1. Và cuối cùng là 1, 2, 3 trừ A bình và A. Xử lý giống như vừa nãy thôi, chả có gì cả. Bây giờ xử lý như nào nhỉ, Trịnh Tuấn Anh? Nào đi em. Dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1. Dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1, chính xác. Như vậy là 1, 2, 1, 2. Không. Thế đi, mày ra lên. Trừ 10. Trừ cái gì mà giỏi thế?
dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1 nó ra trừ 10 ạ. À? À không không không. Anh này mà đi bán hàng thì chết rồi. Trừ 6. Tiếp. À, 1. Đúng rồi. Tiếp. À, trừ 3. Dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1 trừ 3. Đúng rồi. Dòng 3 trừ đi dòng 1. Xin mời. Không. Ồ. Không. Úi dồi ôi, tốt quá. Tiếp. 2 trừ A bình. Thật á? Từ từ xem có đúng không? Ừ, thế số như thế à? Ừ đúng rồi. 2 trừ A bình. Tiếp. 2 trừ A trừ 2. A trừ 2, đúng rồi. Bây giờ giải tiếp như thế nào? Bây giờ chúng ta nhìn qua nhé, thì chúng ta thấy nó dạng là như thế này rồi này. Đấy. Thì nó xảy ra cái kịch bản là con này bằng 0 hay con này khác 0 này, bao giờ cũng phải xét cái góc này trước. Đấy, góc này. Nếu 2 trừ A bình mà bằng 0, điều này là tương đương với lại A bằng cộng trừ căn 2. Lúc này cái ma trận ở bên phải này là ma trận B. Thì B nó trở thành cái gì? Đây, B vô nghĩa. B vô nghĩa. Ma trận B sẽ trở thành hiểu ý nhưng diễn đạt chưa được. À, 1, 2, 1, 2. 0, trừ 6, 1, trừ 3. 0, 0, 0. Đây là cộng trừ căn 2, trừ đi 2. Đấy, nó rơi vào kịch bản là trường hợp thứ nhất mà thầy giáo vừa nói ở trên đấy. Tức là nó có cái dòng cuối cùng. Nó gồm gần hết số 0. Riêng cái thằng cuối cùng mới là con số 0. Như vậy là trong trường hợp này sẽ vô nghĩa. Đúng không? Bởi vì cái cuối cùng của nó là x1 cộng 0, x1 cộng 0, x2 cộng 0, x3 bằng cộng trừ căn 2 trừ đi 2. Đấy, phương trình cuối cùng của nó như thế. Cho nên là trong trường hợp này là hệ sẽ vô nghiệm. Hệ vô nghiệm. Hệ vô nghiệm. Chính xác. Thế còn trong trường hợp tiếp theo là giải thế nào? 2 trừ A bình khác 0 tương đương với A khác cộng trừ căn 2, lúc đó chúng ta chia ra là hệ sẽ có nghiệm duy nhất. Hệ có nghiệm duy nhất. Đề bài có bắt giải cụ thể đâu, đề bài có bắt lại đâu, mà đề bài chỉ hỏi là số nghiệm. Khi nào thì nó có nghiệm, khi nào nghiệm duy nhất, khi nào vô nghiệm. Đấy, hệ có nghiệm duy nhất. Như vậy trong trường hợp thứ nhất là A bằng cộng trừ căn 2 thì hệ vô nghiệm. A khác cộng trừ căn 2 thì hệ có nghiệm duy nhất, bài toán được giải quyết xong. Còn không có giá trị nào của A để cho nó có vô số nghiệm cả. Xong. Tương tự như vậy chúng ta chiến đấu sang câu thứ hai. Nói chung là có cái biến mà tham số nó nằm ở chỉ một góc thì làm nó còn dễ, nó cho nẻo nó nằm toán loạn xạ hết cả lên thì trình bày cực kỳ mệt luôn. Cái thằng thứ hai, có ma trận bổ sung là 1, 1, 7, trừ 7, 2, 3, 17,
trừ 16, 1, 2, a bình cộng 1, 3, thích gạch thì gạch, không gạch, ở giữa thì gạch, gạch thế này cũng được. Rồi, bây giờ xử lý tiếp như thế nào? Xin mời Kim Văn Quảng. Dạ, thì em thưa thầy là dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1 ạ. Dòng 2 trừ đi 2 lần dòng 1. Dòng nguyên dòng 1. Đúng rồi, tiếp tục. Dòng 2 là 0, 1, 3, trừ 2. Ôi, làm gì trừ nhanh đi cả. Tiếp. Dòng 3 thì là lấy dòng 3 trừ dòng 1 ạ. Dòng 3 trừ dòng 1, đúng rồi. Thì có là 0, 1, A bình trừ 6, 3 cộng 7. Chính xác. Tiếp tục. Đấy, dòng 1, à dòng 2 trừ đi dòng 1 ạ. Dòng 2 trừ dòng 1 là không được đâu. Dòng 3 trừ đi dòng 2. Dòng 3 trừ dòng 2. Là giữ nguyên dòng 2. 0, 0. A bình trừ 9. 3 A cộng 9. Đúng rồi. Bây giờ phải xử lý cái như này, này. Đây là cái cột trụ thứ nhất này. Đấy. Cột trụ thứ hai này. Cái cột thứ ba nó sẽ là cột trụ nếu như A bình trừ đi 9 khác không. Hiểu chưa? Vâng. Còn nếu nó bằng 0 thì xử lý khác. Nếu như A bình trừ đi 9 khác không. A bình trừ 9 mà khác không. Thì chúng ta sẽ có được là cái ma trận B nó sẽ có 3 cột trụ. Đúng chưa nào? Bởi vì cái phần tử này lúc đó nó là phần tử tiên phong. Có 3 cột trụ mà có 3 ẩn, có 3 cột trụ thì phương trình thế nào? Có bao nhiêu nghiệm? Có 1 nghiệm. Phương trình có nghiệm duy nhất, hệ phương trình có nghiệm duy nhất, đúng rồi, hệ có nghiệm duy nhất. Chỗ này giải thêm tiếp ý là A khác cộng trừ 3. Rồi, tiếp tục. Trường hợp là A bình trừ 9 bằng 0. Như vậy trong trường hợp này hiện phải tại sao vừa nãy thì gộp, bây giờ thì nó không gộp được. Bởi vì vừa nãy thì là khi A bằng cộng trừ căn 2 thì cái con bên này nó khác không. Nhưng mà bên này thì nó lại bằng 0 khi A bằng trừ 3. Là nó trùng với một trong hai giá trị đã cho. Cho nên phải tách ra thành 3 trường hợp. A bằng trừ 3, lúc đấy mà trận B trở thành cái gì? Trận B trở thành 1, dĩ nhiên là 1 dòng 2, dòng 3 là 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, trời ơi, chết tôi rồi, thì bây giờ làm nào tiếp? Là phương trình này. Trường hợp này là B có mấy cột trụ? B có 2 cột trụ ạ. 2 cột trụ mà mấy ẩn? Có 3, 3. Có hệ có 3 ẩn, như vậy là nó thế nào? Nó có vô số nghiệm nhé. Vô số nghiệm. Vô số nghiệm. Tức là trong trường hợp cái số cột trụ mà nó ít hơn số ẩn thì nó sẽ có vô số nghiệm. Vô số nghiệm, nhưng mà như vậy trong trường hợp này nó có một ẩn tự do đấy. Trường hợp 2 là giải quyết xong. Trường hợp thứ 3 A thì lộn à đúng không? A bằng 3, A bằng 3 thì sao? Thì mà trận B trở thành nguyên dòng 1, dòng 2, dòng 3 là 0, 0, 0, 9, 18. Ô, cái dòng thứ 2 là cái gì nhỉ? Dòng 3 là gì nhỉ? 0, 0, 0, 18. Phương trình này vô nghiệm ạ. Hệ phương trình này vô nghiệm, đúng rồi.
Thì cái con b nó có ba cột trụ, trong đó cột trụ cuối cùng nó lại như thế này, cái này là một, cái này là hai, lại nhảy sang bên này. Nó rơi vào kịch bản và vô nghiệm đấy. Hệ phương trình là vô nghiệm, bài toán được giải quyết xong. Trời ơi, hay quá. Đấy, cái bài giải biện luận là thế. À, đây không phải là giải biện luận mà nó bảo tìm điều kiện thế nào. Xong. À, đây là một bài mà hỏi câu hỏi lý thuyết. Võ Minh Quân Võ Minh Quân Dạ, 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 em ơi. Ờ. Alo à? Ừ. Em làm mẹ, này à? Cứ trả lời từng câu một, câu đầu tiên. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất luôn có nghiệm đúng hay sai? Đúng ạ. Vì sao? Ok, hệ phương trình tuyến tính thuần nhất lúc nào nó chả có nghiệm tầm thường. Đúng ạ. Thầy câu B là sai. Nhân một phương trình tuyến tính với số 0 là không, là chấp nhận được. Đúng rồi, là sai. Chính xác. Câu C. Thầy câu C là đúng ạ. Một hệ phương trình tuyến tính có số ẩn lớn hơn số phương trình thì phương trình đó có vô số nghiệm. Đúng đúng không? Em bảo là đúng cái gì? Bây giờ thầy sẽ cho em thấy là em trả lời sai ngay là số phương trình, số ẩn lớn là số phương trình thì nó có vô số nghiệm. Được. Thầy sẽ cho em hẳn 4 ẩn. X1 cộng X2 cộng X3 cộng X4 bằng 1. X1 cộng X2 cộng X3 cộng X4 bằng 2. Đấy. Ai bảo là nó có vô số nghiệm? Thế nào? Ừ? Thế này có mấy nghiệm? Vẫn có vô số nghiệm ấy, có giải dòi nhỉ? Làm nào ra vô số nghiệm? Không, không, em bảo cái này không có vô số nghiệm. Bài này là vô nghiệm, tức là như vậy cái kết luận đấy là có trường hợp đúng, có trường hợp sai, tức là không thể kết luận thế được, hiểu chưa? Đây là ví dụ cho chúng ta thấy rõ ràng là số ẩn của chúng ta là 4 ẩn, trong khi số phương trình nó chỉ có 2 thôi. Đấy, số ẩn này lớn hơn số phương trình thì nó có bài thì nó có vô nghiệm, nó có bài có vô số nghiệm. Đấy, thế mới chết chứ này. Tiếp tục câu D, mời bạn khác. Trần Hồng Quang. Đúng là quên em. Ừ, câu D nào. Có thể thay một hệ phương trình tuyến tính bằng một phương trình là tổng của hai phương trình đó hay không? Có thay, tức là em không hiểu rồi. Tức là như này nhá, tức là nó đang là gồm hai phương trình, bây giờ mình thay hai phương trình đấy bằng một phương trình. Không phải đâu. Em không biết mình. Không thay thế được nhá. Nó bảo là có hai phương trình tuyến tính thay bằng một phương trình là tổng hai phương trình đó, nó không thay được. Thay làm sao được? Một cái thay hai cái mà lại thay bằng một, một nó có thể xảy ra tình huống. Ví dụ hai cái là có thể là đang là
vô nghiệm nhưng thay một cái lại có thể có nghiệm. Đây như này là vô nghiệm. Là chính lấy cái vừa nãy của thầy luôn cho nó dễ dễ hiểu, lấy luôn cái vừa nãy này. Đây, hai cái này có thể thay bằng một cái này không? Câu trả lời là không. Hai cái này rõ ràng là hệ vô nghiệm đúng không? Nhưng mà chúng ta cộng lại thì nó lại có vô số nghiệm. Thay bởi một cái mà. Nó bảo như thế, hai phương trình thay bởi một phương trình. Cho nên cái này là một ví dụ là ăn luôn hai cái. Cả câu C và minh họa cho cả nốt câu D. Tiếp tục câu E. À, cái từ mâu thuẫn này là hơi lủng củng ấy, trong sách không giải thích kỹ cái từ mâu thuẫn là cái gì. Câu này không chuẩn, cái câu này phải hỏi lại người dịch ban đầu đúng hay sai như nào. Cái chúng ta sẽ tiếp tiếp. Nguyễn Huy Cao. Dạ, câu F. Nếu mỗi phương trình của hệ phương trình tuyến tính đều nhân lên với hàm số C thì tất cả các nghiệm của hệ mới đều nhân lên với chính hàm số C đó. Đúng rồi. Em thầy là sai. Vì sao sai? Tại vì nghiệm thì nghiệm thì nó chỉ có một thôi nên là nó không thể nhân lên được. Không hẳn như vậy. Không hẳn như vậy đâu em nhé. Tức là nôm na nó hiểu. Thực ra nếu như mà có cái con C này bằng 0 thì nó sẽ bố cục của nó sẽ thay đổi hẳn. Ví dụ như phương con này con C mà bằng 0 thì có thể hệ phương trình đang vô nghiệm trở thành là có vô số nghiệm. Nhưng nếu con C khác 0 thì nghiệm của nó không hề thay đổi. Tức là được phương trình mới, hệ phương trình mới hoàn toàn tương đương phương trình đã cho, chứ không phải là tất cả các nghiệm của nó đều phải nhân với hàng số đấy. Không phải. Nếu C bằng 0 thì có thể hệ đang vô nghiệm trở thành có nghiệm. Còn nếu C mà khác không thì nghiệm của hệ mới với nghiệm của hệ cũ là hoàn toàn tương đương với nhau, không khác gì cả, tập nghiệm của nó giống nhau. Cho nên là câu F là không được. Nốt câu G. Phép biến đổi sơ cấp trên dòng cho phép trừ dòng phương trình này cho phương trình khác của hệ có được không? Đinh Thanh Hoài. Em thầy là có. Chính xác, chẳng qua là cái phương trình này trừ phương trình kia, tức là cái phương trình kia là nhân với âm 1 mà, thế có gì đâu mà. Đúng không? Thế thôi, trừ tức là mà nhân với âm 1. Được. Bài 21. Nguyễn Thị Xuân Mai. Dạ, em thưa thầy là câu A là đúng không? Chính xác, câu B. Nhưng mình khuyên biến đổi sơ cấp trên cũng đúng không? Nếu dùng phép biến đổi sơ cấp trên một dòng vào một ma trận hình thang thì ma trận mới cũng là ma trận hình thang. Có thật đúng không? Có thật là đúng không? Không đúng đâu em nhé. Đây nhá, thầy lấy ví dụ này. Thì lấy ví dụ nó đang là hình thang, bây giờ biến mất hình thang bây giờ. 1, 0, 1, 0,
0 1 0 0 chẳng hạn. Ví dụ này nhá, đây là ma trận hình thang đúng không? Rồi, bây giờ em lấy dòng 2, dòng 1 cộng vào dòng 2 đi, xem nó có là hình thang nào. Bảo. Lấy dòng 1 cộng vào dòng 2, mọi nhanh lên. Dòng 1 cộng 2. Ừ, cộng vào dòng 2. Còn là hình thang không? Đã không. Sao biết? Không là ủy tại vì phân tử tiên phong không phải bên phải. Đúng rồi. Như vậy là cái đấy đúng hay sai? Là sai. Câu C xin mời Nguyễn Trung Quân. Thứ hai là sai ạ. Câu đang ở mỗi ma trận để có hình thang duy nhất. Đúng rồi, tất nhiên là tùy theo biến đổi của mỗi người đúng không ạ? Hình thang ví dụ như này, thầy chỉ lấy một ví dụ như này để nó không duy nhất này, đơn giản thôi. Cái ban đầu nó đang là ma trận hình thang đúng không? Thậm chí là cả hình thang rút gọn. Đã nhân hai bế với trừ một. Đây cũng là một. Ôi trời, thế là được hai cái rồi còn gì nữa? Thế là chưa kể ta nhân thêm với 3, với 4, với 5, với 6, với 7, 8, 9, 10, 10 cá. Đấy, như vậy là mọi ma trận đều có ma trận hình thang duy nhất là sai. Thầy có đây là hệ phương trình tuần tiến gần nhất với n ẩn có ma trận hình thang rút gọn chứa r phần tử tiên phong thì sẽ có n trừ r ẩn tự do. Đúng cái dài. Thầy là hình như là sai. Sai là em sai, này là đúng. Mã sinh viên viên là gì nhỉ? A4253 Nguyễn Trung Quân. Bây giờ mời bạn tiếp theo Đỗ Trung Kiên. Có em ạ. Uh-huh. Thưa thầy là câu đề là đúng ạ. Tất cả các ma cái phần tử tiên phong của một ma trận hình thang rút gọn đều là một cái cột khác nhau. Thế tất cả các ma các phần tử tiên phong của ma trận hình thang thì có thỏa mãn đến chất này không? Không ạ. Vẫn có. Đúng nhỉ? Ma trận hình thang nhé, chứ không phải ma trận bình thường đâu. Kiểm tra lại nhá, hình như là nó cũng được đấy, hình như vẫn đúng đấy. Tiếp tục. F. Tất cả các phần tử tiên phong của một ma trận hình thang rút gọn đều nằm ở các cột khác nhau. Câu tiếp mà. Nếu tất cả các cột của ma trận hình thang đều có một phần tử tiên phong, nếu tất cả các cột thì các phần tử khác với phần tử tiên phong nó đều bằng một. Nếu tất cả các cột của một ma trận hình thang đều có một phần tử tiên phong thì các phần tử khác với phần tử tiên phong đó thì đều bằng không. Đúng hay sai? Phần tử tiên phong bằng một. Đấy đấy, em lại nhầm sang ma trận hình thang rút gọn rồi. Đây là ma trận hình thang rút gọn. Đâu, câu F các bạn, cái cậu này. Câu F, câu E xong rồi. Câu E xong lâu rồi. Sai, cái này sai, cô e sai, ai ép sai ạ? Ô em sai. Có thể cho ví dụ được để nó sai không? Ví dụ như là 100 và 01 011 100011. Đúng rồi. À không. Sao? Các phần tử khác phần tử tiên phong đó đều bằng không. Đúng rồi, cũng được. Nhưng mà em vi phạm ngay từ đầu rồi, đề bài hỏi là tất cả
Nếu tất cả các cột của ma trận hình thang đều có một, đều có phần tử tiên phong, em ví dụ hai rồi, 100 với 011 là sai rồi. Em vẫn chưa hiểu ý thì em nói nhá. Đấy nha em. Em có thể chụp đề sang bên này xong phân tích tại sao em đưa ra ví dụ sai. Cái câu trả lời của em thì đúng nhưng mà đưa ra ví dụ để minh họa thì lại không đúng. Thôi chết nhầm, câu hỏi câu trả lời của em sai đấy, quên tí thì chỉ cho sai xem. Muốn lê chết giả không để ý. Cái ví dụ của em đi đưa ra chưa đạt yêu cầu, chưa thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Em lấy ra là 100011 thế này đúng không? Thế nó có thỏa mãn yêu cầu của bài toán là tất cả các cột của ma trận hình thang đều có phần tử tiên phong. Cột thứ nhất phần tử tiên phong đây, cột thứ hai phần tử tiên phong đây, cột thứ ba phần tử tiên phong đâu? Lấy ví dụ nhầm, lấy cái này này, 1101 nào. Cột thứ nhất có phần tử tiên phong không thì bảo. Có. Cột thứ hai có phần tử tiên phong không thì bảo. Không nhìn thấy à? Đây rồi, lấy số khác nhau cho nó dễ chỉ. Ông nhìn thấy không? Không. Đây đây. Đây đây. Cột thứ hai. Phần tử tiên phong là số 3 ở dưới đây. Ô anh này không nhớ phần tử tiên phong là gì ạ? Đấy là cột hình, cái đấy gọi là hình thang rút gọn. Còn đây đây mày bảo nó ma trận hình thang mà anh nhầm lẫn lung tung. Học lại định nghĩa đi nhá. Đây cái ma trận mà thầy giáo đưa ra này chỉ ra thấy chưa? Rõ ràng là nó sai chưa? Cái câu này là sai. Bao giờ nó là hình thang rút gọn cơ? Bao giờ là hình thang rút gọn cơ? Cái này thay từ hình thang này, thay cái từ này hình thang này thành hình thang rút gọn thì nó trở thành đúng nhá. Rất đúng luôn đấy. Đấy, nhưng mà đây là đề bài nó gọi hình thang thôi thì nó không đúng. Tiếp tục bạn khác Phạm Công Minh. Phạm Công Minh câu G. Một hệ phương trình tuyến lý thường nhất là phần tử tiên phong đấy, nó người dịch này không thống nhất từ phần tử tiên phong. Em nghĩ là đúng. Đúng rồi, chính xác. Nó là phần tử tiên phong ấy, đến lúc này dịch ở trên rồi, tức là trước sau không như một. Nốt câu cuối cùng. Nếu ma trận hình thang rút gọn của một hệ phương trình tuyến tính có một dòng gồm toàn số 0 thì hệ này có vô số nghiệm đúng không? Toàn số 0. Dòng số 0. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ ta xem thử ma trận này nhá. Này có vô số nghiệm à? Nếu một ma trận hình thang rút gọn của một hệ phương trình tuyến tính mà có một dòng gồm toàn số 0 thì hệ này có vô số nghiệm. Thử nhé. Từ từ cứ bình tĩnh. Nếu một hệ phương trình tuyến hệ phương trình tuyến tính gồm một dòng gồm toàn số 0 thì hệ này có vô số nghiệm. Được rồi, cứ bình tĩnh. Làm thế nào để cho nó là gồm toàn số 0 nếu một ôi trời ơi không bực, màn hình này tự động chuyển động. Mày này, cái này có phải ma trận hình thang rút gọn không? Có. Thế hệ này có bao nhiêu nghiệm?
vô nghiệm. Sao vừa ấy bảo có nghĩa vô số nghiệm, giờ lại bảo vô nghiệm? Chắc là em chưa nghĩ đến cái trường hợp này. Đúng rồi, thế nhưng mà trắc nghiệm nó rằng bẫy rất nguy hiểm. Rằng bẫy rất nguy hiểm. Và những cái câu như này kiểu lửng lơ con cá vàng rất mạnh, rất dễ bị nhầm. Thế là bị mệt, chết giả. Rồi, một số bài tập bổ sung ở đây thì chúng ta có một cái bài tập này này. Nó rất là hay này. Tìm một hệ phương trình tuyến tính ba ẩn với tập nghiệm là như thế này. Thì chúng ta, nếu các em để ý kỹ thì đây chính là phương trình của đường thẳng đấy. Chúng ta để ý như này, đây chính là phương trình đường thẳng đấy. Nó viết như ngang này thì các em không nhìn thấy, nhưng mà viết dọc xuống các em sẽ nhìn thấy. Đối với bài toán như thế xử lý rất dễ. Đối với bài toán như này xử lý rất dễ. Là chúng ta khử T đi nhé. Khử T đi, xong đó chúng ta sẽ rút ra quan hệ giữa X và Y. Bình tĩnh, thầy giáo làm mẫu cho một cái, sau đó các em tự làm nốt cái còn lại. Tức là nhìn qua này rất là sợ. Nó hỏi là tìm một cái hệ phương trình tuyến tính mà có nghiệm là như thế này. Tức là cái đáp số nó không duy nhất nhỉ. Đấy, nó không duy nhất, nó có thể có nhiều. Bây giờ thầy giáo lấy đơn giản là đúng ra trong bài này chúng ta ghép 1 với 3 là khôn nhất. Nhưng nhỡ mình không biết ghép thì mình làm nào? X bằng 1 cộng 2T này, Y bằng trừ 1 cộng 3T. Trong trường hợp mà nó một cái nó có dấu cộng trừ T thì bài đấy là cực kỳ dễ, thì ghép với nó. Nhưng nhỡ trong tình huống một kịch bản mình không nhìn thấy thì làm nào? Như vậy là 2 và 3 bổ sung nhỏ nhất là 6, thì trên mình nhân với 3 và dưới mình nhân với 2, bằng nhau thì trừ đi, dưới thì cộng lại. Như vậy là 3X thì bằng 3 cộng 6T, ở dưới là 2Y bằng trừ 2 cộng 6T. Trừ đi một phát là sẽ mất T ngay. Như vậy chúng ta sẽ đưa ra được là 3X trừ 2Y bằng 5. Chuyển vế sang, à không, vẫn để nguyên đấy, X trừ 2Y bằng 5, một phương trình xong rồi đấy. Ví dụ chúng ta ghép cái đầu và cái cuối chẳng hạn, đáng nghe ra là ghép ba đầu với cuối và cái thứ hai và cái cuối nhé. Nhưng mà thầy nói rồi, chẳng may mình không nhìn thấy thì không sao cả. Như này, và Z bằng 3 cộng với T thì dưới chúng ta sẽ nhân với 2, tức là X bằng 1 cộng 2T. 2Z bằng 6 cộng với 2T, bằng nhau thì trừ đi mà cộng lại. Như vậy chúng ta sẽ được phương trình thứ hai là X trừ 2Z bằng âm 5. Đấy, đây là một hệ mà nó có tập nghiệm là cái này. Không tin thì giải ra mà xem, không tin giải ra xem có đúng như thế, chuẩn chỉ luôn, chuẩn chỉ giải ra đúng nghiệm như thế luôn. Đấy, đấy là bảo tìm một, nó sẽ có vô số nhưng mà chỉ có một nhá. Rồi chúng ta sẽ suy nghĩ thêm một cái trường hợp bài 28 này, bài 30, 28 và bài 30 về nghiên cứu thêm một chút nữa. Các em thân mến, như vậy là buổi học hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn lại các em vào tuần sau. Nếu chỗ nào chưa rõ thì chúng ta có thể xem lại video clip đăng ở trên kênh của thầy. Chúng ta nên đăng ký kênh để lúc nào nó có bài tập, bài mới chúng ta thì nó sẽ tự động thông báo, chứ không phải là để thầy gửi cho cái đường link như là buổi trước. Buổi học đến đây kết thúc nhé, thầy chào các em nhé.